bốn cái câu thơ mà tự nhiên đi về ngang cái khu vực Trần Quốc Toản và trường hành chánh quốc gia, thì tự nhiên em nhớ lại chia sẻ một tí cho anh chị. Đây là con đường Cao Thắng nè. Trên đoạn đường này anh chị sẽ không nhìn thấy bất cứ một cái xe bus nào nữa anh chị. Đó, và đó là cái quy định của Sài Gòn mình. Hôm nay là tất cả các cái tuyến xe bus, tuyến xe công cộng là coi như là tạm ngưng. Hello, lớp đi Sài Gòn xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Đầu tiên thì xin chúc cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe và một ngày thật là hạnh phúc bên gia đình. Đặc biệt là trong những cái ngày mà toàn Sài Gòn mình cũng đang cách ly, đang phong tỏa cho tới ngày 15 tháng 4. Và hôm nay thì em đang có mặt tại khu vực con đường 3 tháng 2 ngày hôm nay. Và ngày xưa thì con đường này có tên là đại lộ Trần Quốc Toản anh chị. Và đi theo cái hướng này chúng ta sẽ đi thẳng về vòng xoay Dân Chủ. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4 luôn, đúng ngày mùng 1 tháng 4, và bây giờ là khoảng 3 giờ chiều rồi anh chị. Thì em đang ở vị trí này, và tí nữa thì em sẽ mời anh chị lên xe và chúng ta cùng lang thang với em trên cái đoạn đường Trần Quốc Toản khi xưa này. Để thứ nhất là anh chị ôn lại một số cái kỷ niệm ở trên cái đoạn đường này vào những cái ngày đầu tháng 4. Thứ hai nữa là cũng muốn cập nhật cho cô chú anh chị cái tình hình Sài Gòn mình trên cái đoạn đường này cái ngày hôm nay, và đặc biệt là trong những cái ngày đang thực hiện cái công văn ai ở yên nơi đó, và nội bất xuất ngoại bất nhập, chỉ những người có những việc cần thiết thì mới đi ra ngoài thôi. Hôm nay thì thật sự là em cũng có việc cần thiết phải đi ra ngoài, sẵn tiện gắn camera và chia sẻ cái hình ảnh cho cô chú anh chị. Đó, rồi xin mời cô chú anh chị chúng ta bắt đầu lang thang với lớp Ly Sài Gòn nha. Đóng cửa. Và thật sự thì từ lớn tới bé, từ khi vào Sài Gòn cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên mà em thấy Sài Gòn mình rơi vào cái hoàn cảnh như vậy anh chị. Và không riêng gì Sài Gòn mình, rất là nhiều nơi. Đó, và em đang ở trên đường khúc cuối này là vòng xoay cây gõ anh chị. Phía sau lưng em là vòng xoay cây gõ đó. Lúc nãy em quên chia sẻ với anh chị cái vị trí em đang đứng đó ha. Và đây bên mé tay trái là cái cầu vượt cây gõ. Và chúng ta đi hướng ngược lại thì đi lên khu vực ở Phú Lâm, xa cảng miền Tây anh chị. Đó, con đường đại lộ Trần Quốc Toản khi xưa. Sáng nay thì có một anh bạn của em cũng nhắn với em là buổi sáng anh chạy qua đây nó vắng, nó vắng dữ lắm. Và anh chạy xe thì nhiều khi muốn lên 100 cây số trên giờ, nguy hiểm quá nha. Đó, thì thật sự với anh chị thì hôm nay em đang đi công chuyện, đi mua đồ cho thằng cu ở nhà đó. Rồi sẵn tiện em cập nhật cái hình ảnh một số cái con đường ở Sài Gòn mình luôn. Cho nên là nhiều lúc trong một buổi chiều em đi công chuyện như vậy em quay tới vài ba cái lần anh chị. Đó, nhiều khi thì vài ba ngày sau em mới up lên kênh để anh chị xem. Thì đó là một cái điều cũng hơi tiếc anh chị ha. Cập nhật mà nhanh gọn thì nó sẽ rất là nóng hổi. Đó, nhưng mà thôi thì cũng mong anh chị thông cảm. Trong cái thời buổi này không có việc em cũng không dám ra ngoài. Đó, đường Trần Quốc Toản ngày hôm nay và bây giờ là 3 giờ chiều, đang rất là vắng vẻ. Một số xe lưu thông, các anh Grab này, các xe tải chở hàng này. Đó, thì anh chị không biết là có để ý nãy giờ không, trên đoạn đường này anh chị sẽ không nhìn thấy bất cứ một cái xe bus nào nữa anh chị. Đó, và đó là cái quy định của Sài Gòn mình. Hôm nay là tất cả các cái tuyến xe bus, tuyến xe công cộng là coi như là tạm ngưng. Và chúng ta đang ở cái ngã ba Lò Siêu, Lò Siêu và khu vực Trần Quốc Toản 3 tháng 2 ngày hôm nay. Và đây là con đường Hàng Hải Nguyên. Đó, em sẽ đi qua từng cái ngã tư và chia sẻ cho anh chị từng cái vị trí để anh chị hình dung. Bên mé tay trái của em sẽ có con đường Xóm Đất mà chúng ta sẽ đi vào cái khu chợ Bình Thới ngày hôm nay đó anh chị. Đó,
Thì tính cho tới thời điểm hiện tại ở Sài Gòn mình là đã vượt trên 200k rồi. 206, 209k rồi. Thì số liệu nhiều khi nó sẽ thay đổi liên tục. Và trên các cái trang mạng xã hội ngày hôm nay thì họ cũng cập nhật liên tục các cái thông tin về cái bệnh viêm phổi này. Thì anh chị cũng có thể tham khảo rất là nhiều nguồn. Đó, đây là con đường Nguyễn Thị Nhỏ mà chúng ta rẽ phải á, để chúng ta đi về khu vực chợ lớn, chợ Bình Tây. Một số cái tiệm sửa xe, gắn máy đồ ở đây họ vẫn hoạt động. Và cũng đảm bảo cho cô chú anh chị là cái nguồn lương thực ở các siêu thị là luôn luôn đầy đủ. Cách đây vài ngày thì em cũng vừa mới đi, nói chung là nó rất là nhiều đồ. Cứ hết là người ta bơm lên, hết là người ta bơm lên. Đặc biệt là các cái đồ về ăn uống, thịt, cá, rau, các cái loại mà đồ khô á. Thì em nhận thấy là có một số cái đồ như đồ hộp á, là hết. Đồ hộp là hầu như là sản xuất không kịp á. Không biết ở nơi anh chị như thế nào, ở các siêu thị ở Sài Gòn thì em thấy cái quầy đồ hộp là coi như không còn những cái thực phẩm thường dùng nữa. Cá hộp, thịt hộp hết. Còn tất cả các mặt hàng thiết yếu khác thì đều có hết, không có thiếu cái gì hết. Cho nên cô chú anh chị thật sự là yên tâm ha. Chúng ta không nên hoang mang. Cứ hết thì chúng ta chạy ra ngoài mua. Không có cấm đi mua anh chị. Đi mua và đi công việc thì cứ đi thôi. Còn chỉ có là không có công việc gì thì hạn chế ra ngoài thôi. Đó. Cho nên là nhiều cô chú anh chị vừa nghe xong thì mình lo lắng đó. Mình lo lắng rồi mình nghĩ là ở sắp tới là sẽ không có đồ ăn này nọ, không có được đi đâu. Nhưng mà cái đó là không phải. Đó, chúng ta vẫn đi ra ngoài mua đồ ăn được. Cho nên là cô chú anh chị cứ yên tâm ở nhà, tịnh dưỡng, cách ly, giữ gìn sức khỏe thật là tốt là ổn rồi. Đó, con đường 3 tháng 2 ngày hôm nay. Những cái hộ kinh doanh nhỏ lẻ hai bên đường thì cũng còn một số hộ họ mở cửa. Chắc là nhiều khi cũng buồn anh chị, mở ra cho nó có không khí như vậy thôi, chứ thật ra khách khứa bây giờ người ta cũng hạn chế lắm. Đây là con đường Lê Đại Hành cắt ngang, rồi ngay cái ngã tư này thì nó có đường Phó Cơ Điều nè, đường Lê Đại Hành nè, đường Lạnh Bình Thăng. Đó. Rồi rẽ phải vô Phó Cơ Điều ở đây anh chị, là anh chị sẽ đi vào cái khu vực chợ Thiết. Đó. Rồi chúng ta băng qua. Đây có một cây xăng. Cây xăng này thì ngày xưa em cũng không biết nó là cái vị trí gì. Anh chị biết thì để lại cái comment góp ý cho em ha. Nhân tiện thì cũng rất là cảm ơn một số cô chú anh chị xem cái video trên kênh của em và góp ý rất là nhiều. Đặc biệt là những cái địa điểm khi xưa mà cái tuổi đời của em nó còn quá nhỏ đó, thì cô chú đã góp ý một cách rất là chân thành và thêm được cho em nhiều thông tin rất là bổ ích. Đó, cũng cảm ơn rất là nhiều. Đường Lý Nam Đế. Ở đây thì anh chị sắp tới sẽ đi qua một cái nơi mà em nghĩ đó là một cái nơi rất là nhiều kỷ niệm. Đó là một cái chợ cá khá là lớn ở ngay khu vực đường Nguyễn Tri Phương và Thành Thái nối dài ngày hôm nay. Anh chị ha. Tí nữa thì em sẽ anh chị sẽ nhìn thấy cái hình ảnh khu chợ cá khi xưa. Đây là đường Lý Thường Kiệt, xưa kia có tên là Nguyễn Văn Thoại. Rẽ phải thì chúng ta đi về khu chợ lớn Hồng Bàng. Rẽ trái thì chúng ta đi về Bảy Hiền và đi Lăng Cha Cả anh chị. Đó, trung tâm nha khoa đóng cửa. Rồi chỉ có những cái chỗ như bán cường lực, rồi ốp lưng điện thoại, điện thoại giá rẻ ở khu vực này thì em thấy vẫn còn mở cửa. Đó. Con đường thân yêu. Con đường thân yêu Trần Quốc Toản. Ở đây chúng ta sẽ đi ngang đường Nguyễn Kim, cái chợ Nhật Tạo, chợ Nguyễn Kim bán đồ điện tử rất là nổi tiếng khu vực này. Tí nữa có thời gian em sẽ ghé về
em sẽ ghé về khu vực đường Nguyễn Kim, đường Nhật Tạo để anh chị xem các cái khu vực buôn bán đồ điện tử ở quận 10 này thì nó như thế nào hôm nay anh chị ha. Đó, đường Nguyễn Lâm cắt ngang. Thật sự là em không nghĩ có một ngày nó lại như vậy anh chị. Rất là khó để chúng ta chấp nhận. Và cái điều mà chúng ta em có thể làm được hiện nay đó là cầu nguyện cho tình hình nó được yên ổn hơn. Các bác sĩ họ có thể tìm ra được cái loại thuốc chữa, cái phác đồ điều trị và cái vaccine anh chị. Thì có một cái điều rất là đáng mừng ngày hôm nay, đó là bên Mỹ họ đã chế ra được cái máy trợ thở anh chị, cái máy trợ thở. Và cái điều quan trọng hơn nữa là họ đã chế ra một cái xét nghiệm mới. Đó, theo thông tin thì em biết được, và cái bộ kit này nhỏ gọn và xét nghiệm cực kỳ nhanh luôn, trong vòng 15 phút là có. Và sắp tới thì dự định là sẽ xét nghiệm đại trà anh chị. Đó, đó là một thông tin cũng khá là vui cho chúng ta. Ở đây là cái cầu vượt Nguyễn Tri Phương ngày hôm nay. Phía dưới cầu vượt thì chúng ta sẽ là cái ngã tư Nguyễn Tri Phương, Thành Thái nối dài và đường 3 tháng 2 ngày hôm nay. Và bên mé tay trái thì anh chị sẽ nhìn thấy cái khu chợ cá khi xưa. Em cố tình đi ở phía dưới này. Đó, để anh chị có thể nhìn thấy cái khu chợ cá ha. Trời, tạc sơn kìa. Tạc sơn vô mấy cái cửa tiệm đang đóng cửa. Chúng ta đứng mé mé, chúng ta dễ, rất là dễ nhìn thấy. Đây là con đường Nguyễn Tri Phương này. Mà rẽ phải thì chúng ta sẽ đi về cầu Nguyễn Tri Phương, rồi đi qua quận 8. Thì bên mé tay trái của em, anh chị sẽ nhìn thấy có cái chữ Satra đó anh chị. Đó 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 đó, chữ Satra đó. Ngày nay nó là một cái siêu thị Sài Gòn. Khi xưa thì ở vị trí này nó là một cái chợ cá khá là lớn. Nếu mà cô chú anh chị ngày xưa đã từng sống ở đây thì biết cái khu chợ cá này. Đó, ngày nay thì nó một cái siêu thị bán cũng đầy đủ mặt hàng. Và trong cái lệnh cách ly ngày hôm nay thì chắc các cái siêu thị đều đáp ứng đủ các cái mặt hàng ha. Ở đây chúng ta có đường Lý Thái Tổ nè. Chúng ta rẽ phải đường Lý Thái Tổ này. Chúng ta đi về khu vực Cộng Hòa, Nancy. Đó. Rồi em sẽ đi thẳng cái hướng Trần Quốc Toản này để về vòng xoay Dân Chủ anh chị ha. Con đường Trần Quốc Toản rất là đẹp. Nó có hai hàng cây rất là mát. Mà bây giờ ở Sài Gòn mình thì những cái con đường như vậy nó không còn nhiều nữa anh chị. Các cái hàng cây này nó không còn nhiều. Đó, cho nên là em rất là thích đi trên những cái con đường này. Lúc nào mình cũng thấy mát mẻ hết, thấy xanh tươi. Mấy hôm nay đi ra đường thì tự nhiên em lại nhớ tới cái cảm giác ngày xưa lúc mà kẹt xe anh chị. Không biết như thế nào, không tự nhiên trong người mình nghĩ ra như vậy. Đây là con đường Sư Vận Hạnh. Bên mé tay phải của em là chưa thì chúng ta đi cái bệnh viện Nhi Đồng, đi ra Sư Vận Hạnh, đi thẳng ra khu vực chợ An Đông luôn anh chị. Đó, đóng cửa, nhà cho thuê. Ở con đường 3 tháng 2 này thì nó rất là nhộn nhịp sầm út ngày thường. Cũng như là cái giá mặt bằng ở đây nó cũng rất là cao. Đó, hôm nay thì đóng cửa khá là nhiều. Thì cái tình hình khó khăn thì anh chị cũng biết rồi. Đó, tiền thuê mặt bằng, rồi hàng hóa ứ động. Nói chung nó rất là nhiều cái hệ lụy. Chúng ta đang đi ngang Việt Nam Quốc Tự. Rồi ở đây là có một loạt những cái kỷ niệm khi xưa với anh chị. Đường Petrus Ký mà lẽ phải chúng ta về bến xe miền Đông khi xưa đây. Bến xe khi xưa. Đó, bên phải của em, bên trái của em là Việt Nam Quốc Tự. Đi qua khỏi Việt Nam Quốc Tự một tí, anh chị nhìn bên tay trái đây là có cái rạp Hòa Bình. Đó, nhà hát Hòa Bình, nơi biểu diễn rất là nhiều cái kịch rồi hát hò ở đây ha. Hôm nay thì trống trơn rồi. Đó, thì về đây
À, về khu vực này thì em chợt nhớ ra có một cái vị trí mà không biết là chắc chắn là anh chị sẽ nhớ, đó là trường Hành Chánh. Trường Hành Chính Quốc gia ngày hôm nay anh chị. Đây em sẽ đứng để anh chị nhìn lại một tí cái khu vực trường Hành Chánh Quốc gia. Đó anh chị để ý hai bên đường đó là các cửa hàng ở đây là đóng cửa hết. Thật sự là tiêu rồi cái con đường Trần Quốc Toản. Tiêu rồi con đường Trần Quốc Toản. Đó, mình chưa biết sắp tới như thế nào, nhưng mà bây giờ thì nói chung là rất là hơi buồn anh chị. Bên mé tay phải, tay trái của em là cái con đường trường Hành Chánh Quốc gia. Về tới cái ngôi trường Hành Chánh Quốc gia thì tự nhiên em lại nhớ tới một cái bài thơ. Không biết là nhớ có chính xác hay không. Em vừa đi vừa chia sẻ cho anh chị cái bài thơ đó ha. Bài thơ đó cũng lâu lắm rồi. Có thể là cô chú anh chị khi xưa sẽ còn nhớ. Nhưng mà nhiều khi em đọc sẽ không có chính xác. Cái bài thơ đó nó nói về con đường Trần Quốc Toản này. Mở đầu là một cái câu như vậy. Đường Trần Quốc Toản thân yêu, trường Hành Chánh trong nắng chiều nghiêng nghiêng. Đó là cái trường Hành Chánh Quốc gia em vừa mới đi ngang. Rồi. Bạch đằng xóa nỗi ưu phiền, chợ hoa Nguyễn Huệ ghe thuyền Chương Dương. Đó là bốn cái câu thơ mà tự nhiên đi về ngang cái khu vực Trần Quốc Toản và trường Hành Chánh Quốc gia thì nhưng em nhớ lại. Chia sẻ một tí cho anh chị. Đây là con đường Cao Thắng nè, cắt ngang. Thì những cái câu thơ như vậy á, thì em cũng góp nhặt rất là nhiều trên nhiều cái phương tiện anh chị. Đó, và nhiều khi mình đọc đâu đó rồi mình nhớ, rồi đi ngang cái vị trí nào đó thì tự nhiên cái mình chợt nhớ lại. Hy vọng là sẽ gợi ra nhiều kỷ niệm ngày xưa ở vị trí này cho cô chú anh chị. Mặc dù ngày nay nó thay đổi rất là nhiều, nhưng mà hy vọng những cái chia sẻ của em, những cái đoạn video như vậy sẽ là cái cầu nối mà giúp cho cô chú anh chị có thể hình dung lại cái kỷ niệm của mình, tìm lại cái ký ức của mình về Sài Gòn trên con đường Trần Quốc Toản. Và đặc biệt là trong những cái ngày mà đang rất là khó khăn của Sài Gòn mình, thì cũng cập nhật cái hình ảnh đến cho cô chú anh chị. Rồi chúng ta cùng chung tay cầu nguyện, cố gắng vượt qua cái giai đoạn khốc liệt mà em nghĩ là nó giống như một cái cuộc chiến tranh thế giới thứ ba anh chị. Đó là suy nghĩ của em thôi. Đó, đây là cái trung tâm thương mại Maximax Vincom, vắng tanh anh chị ha, toàn bộ là đóng cửa hết. Ở đây là chỉ còn cái siêu thị, một cái siêu thị ở đây thì họ vẫn mở cửa này, nhưng mà siêu thị ở trong Vincom này thì cũng ít người mua lắm, ít người vào mua lắm. Đó, và phía trước anh chị là vòng xoay Dân Chủ, đóng cửa hoàn toàn anh chị, đóng cửa hoàn toàn. Đây vòng xoay Dân Chủ, vòng xoay Dân Chủ trong một cái ngày đầu tháng 4. Trước camera anh chị có thể nhìn thấy cái ngôi trường màu xanh xanh, đó là La Sang Hiền Vương. Đó, em cũng chia sẻ nhiều về vòng xoay Dân Chủ rồi, và đặc biệt cái vòng xoay Dân Chủ này thì anh chị cũng rất là nhiều kỷ niệm với nó. Và đường Lê Văn Duyệt, Cách Mạng Tháng 8 ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ngã 6 Phù Động. Một tí nữa em sẽ đi đó để em mua đồ. Nếu thuận tiện em sẽ chia sẻ cái đoạn đường đó luôn để anh chị xem. Rồi đi ngược Lê Văn Duyệt thì chúng ta sẽ về khu vực Bảy Hiền. Chúng ta đi ngang khu vực Hòa Hưng, Khám Chí Hòa, Bắc Hại, Ông Tạ anh chị ha. Đó, và xa xa thẳng hướng camera anh chị thấy là đường Hiền Vương khi xưa, ngày nay nó là đường Võ Thị Sáu. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một đường, đó là đường Yên Độ bên cái hướng này.
mà ngày nay nó là đường Lý Chính Thắng. Rồi em cũng chia sẻ một tí như vậy về vị trí, kết thúc video. Xin chúc anh chị thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và cố gắng vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở các cái video sau trên kênh của Lovely Sài Gòn nha. Xin chào và tạm biệt anh chị.